Hôm nay tôi xin gửi đến quý cô chú, anh chị em một sản phẩm đất rẫy. Đất rẫy thì cách cái con đường bê tông này là 40 mét, cách trụ điện chính của nhà nước là 100 mét. Đây là có dân nhà dân ở, điện câu giao nè. Thì từ cái thành mạnh từ cái đường bê tông này lại cái thửa đất rẫy của mình là chỉ có khoảng 40-50 mét thôi nha. Thì hôm vừa rồi là trưởng thôn cũng có họp dân rồi là tới đây là làm tiếp con đường bê tông này nữa, đi ngang qua cái thửa đất của mình nha. Mùa mưa xe vô chở nông sản nên đường hơi lầy. Vì hôm nay mình không có đem thiết bị quay theo cho nên là nó hơi rung lắc. Quý cô chú anh chị em xem thông cảm nha. Đây, đất mình là bắt đầu từ cái ranh này nè. Này, cái ngay chỗ cái ngôi nhà mình mới đi á, là con đường bê tông nó nằm ở chỗ đó đó. Thì đi ra đây là khoảng 40 mét nha. Bắt đầu là tới đất mình đây trụ bê tông nè. Đất mình thì có hai bên. Một bên này và một bên này con đường đi ở đây. Thì với tổng diện tích của cái thửa đất của mình là 15.000 m², tức là 1,5 hecta đó. Nhưng mà trong bìa của nó là 7.000 lẻ mấy trăm m² á, tức là bãi sào máy á. Đây là đi vô trong đó là có mấy hộ dân trong đó nữa. Thì hôm vừa rồi trưởng thôn họp là tới đây làm thông con đường này đi qua bên đó luôn, là đất mình hai bên là mặt tiền đường hết nha. Chất đất là chất đất đen, thích hợp cho mọi loại cây trồng. Đất này là nằm dưới chân đất đỏ, rất là tốt. Với giá bán toàn bộ cho cái thửa đất này là 520 triệu. Địa chỉ của thửa đất này là ở xã Iaga, huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai. Mỗi tiện ích là bán kính 1,5 km. Này là cũng như ở ngay khu dân cư. Đây, cái nhà mà cái máy đỏ đỏ này là trường trung học phổ thông. Rồi mình xin nhắc lại là cái thửa đất này tổng diện tích của nó là 15.000 m², tức là 1,5 hecta, nhưng trong bìa của nó là 7.000 mấy trăm m² á, là khoảng 7 sào máy. Chất đất đen phù hợp cho mọi loại cây trồng. Thì nếu mà cô chú anh chị em mà muốn mở rộng ra thêm á, thì cũng có luôn nha, chắc cũng khoảng 10 hecta nữa đó nếu muốn mở rộng. Còn thửa đất này thì phù hợp cho anh chị em mà mình hơi ít vốn thì cái thửa đất này là mình dễ đầu tư nha. Rồi với tổng giá bán là 520 triệu. Địa chỉ thửa đất này ở xã Iaga, huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại của mình là 0353 993 523. Quý cô chú anh chị em ưng cái thửa đất này thì điện qua số đó cho mình nha. Rồi, hân hạnh được tiếp cũng như quý cô chú anh chị em.